Chào các bạn, mình là Lộc, mình là kỹ thuật viên của công ty Trung Chính. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn kết nối bộ mic không dây của toa, bộ thu VCAP-T5810 và bộ phát VCAP-M5325 kèm với mic cái đầu IP5000H. Bước thứ nhất, ta sẽ cắm nguồn vào bộ thu. Và sẽ bật nguồn của bộ thu lên. Bước thứ hai, ta sẽ chuẩn bị dây tín hiệu và cắm dây tín hiệu từ bộ thu sẽ vào âm ly. Và đầu đực ta sẽ cắm vào âm ly. Bước 3, ta lại tiếp tục lắp pin và lắp mic cho bộ phát. Các bạn nhớ lắp đúng đầu dương của pin vào bộ phát. Đóng nắp lại. Tiếp theo ta sẽ cắm mic vào bộ phát. Các bạn nhớ cắm chặt. Xong vặn lại. Sau đó bật nguồn. Chúng ta kiểm tra bộ thu, nếu thiết bị lên đèn vàng thì hai thiết bị đã nhận nhau. Sau đây chúng ta cùng thử mic. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, alo. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh lại tần số của bộ mic. Trước tiên thì ta sẽ điều khiển trên bộ thu. Thứ nhất, tay ta sẽ giữ vào chữ set trong vòng 3 giây. Khi nào bắt đầu nháy thì ta sẽ nách cái tần số này đến một tần số nào đó. Ở trên bộ thu này thì nó sẽ có là 16 tần số. Ta ví dụ ta sẽ nách lên tần số số 3. Từ 3, 4, 5, 6. Ta muốn giữ một tần số nào đó thì ta sẽ giữ cố định lại, thì ta lại ấn chữ set. Như vậy ta đã điều chỉnh xong cái bộ thu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh tần số trên bộ phát. Ta sẽ mở nắp. Trên đây có hai núm. Núm băng tần ta sẽ để in. Channel ta sẽ điều khiển tần số ở trên núm channel này. Chúng ta sẽ sử dụng cái điều chỉnh của nhà sản xuất để vặn cái núm channel này về kênh số 6. Bây giờ ta sẽ đóng nắp và bật nguồn lên. Các bạn để ý khi bộ thu lên đèn vàng là hai thiết bị đã nhận nhau. Một số lưu ý khi sử dụng bộ mic không dây toa. Lưu ý thứ nhất là điều chỉnh đúng tần số. Lưu ý thứ hai là điều chỉnh âm lượng sao cho phù hợp nhất, không bị hú. Và lưu ý thứ ba là tháo pin ra khi không sử dụng. Mình vừa hướng dẫn các bạn kết nối bộ thu VCAP-T5810, bộ phát VCAP-M5325 kèm với micro cờ đầu IP5000H. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.